các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mình mua trên Shopee đây các bạn. Trên Shopee. Đây, cho các bạn xem nhé. Đây mình che cái tên đi, thì nó là tiếng gì nên mình che đi, mà cũng không muốn quảng cáo. Đây sản phẩm này giá có 57.500 các bạn. Đây mình vừa mới dở rồi, người ta bọc cũng sơ sài rồi các bạn. Hộp này, cái này là cái sản phẩm này để tăng cường cho sức khỏe này các bạn ạ. Sức khỏe các bạn thanh niên nam giới thì nên theo dõi video này, và các bạn nên mua một cái sản phẩm như thế này thì về để cho mình tập để lấy sức khỏe các bạn ạ. Đó, mình cũng không phải dài dòng nữa, video này mình làm rất ngắn thôi để các bạn xem và các bạn thưởng thức. Đây, mình chưa nói là sản phẩm gì cả đâu, mình sẽ giới thiệu từng cái một ở trong ra để các bạn biết nhé. Đó, trước tiên là một cái tấm mút nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Tiếp theo là hai cái bánh xe. Bánh xe này là bánh xe nhựa đấy các bạn. Nhựa, cái này là nhựa cứng, ở trong là cái nhựa xanh. Tiếp đến là một cái ống ni lông như này các bạn. Đó. Ống ni lông này nó dày là khoảng chưa được 1 ly các bạn, 0,8 ly đây. Đó. Đây là có hai cái tay. Hai cái tay cầm nữa. Và đây là một cái miếng nhựa tròn. Đó. Toàn thể của nó đây các bạn ạ. Đó, quay lại cho các bạn nhìn rõ nhá. Đó. Đây, nội dung trên cái bio mà người ta ghi đây là con lăn tập bụng Paledat, hai bánh kèm thảm lót đầu. Thảm lót đầu gối xanh dương. Đó, nội dung sản phẩm đấy các bạn. Giá đây quay lại cho các bạn xem nhá. 57.500 đồng. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lên để các bạn xem nhá. Mình sẽ lắp ráp cái này vào các bạn ạ. Cái này chắc là các cháu học sinh lớp 3, lớp 4 cũng lắp được thôi. Đây đây mình lắp lại để các bạn xem nhé. Đây là một cái ống ni lông, cũng nói chung là cũng chắc chắn các bạn, vì nó cũng ngắn như này thôi. Đầu tiên thì cho cái ống nhựa chốt vào giữa. Đó. Sau đó lắp cái bánh vào các bạn này, cho bánh vào bên, quay ngược lại bên này, cho tiếp cái bánh bên này lại nhé các bạn nhé. Đó. Các bạn để làm sao để cho nó cân vào giữa như này, bởi vì bên này nó sẽ hai cái tay như này, ta lắp làm sao để cho nó cân các bạn. Đó, để cân vào giữa như này nhá. Xong bên này có cái tay nắm bên này các bạn đút vào. Đó. Còn bên này tiếp các bạn lại cho tiếp một cái tay bên này vào. Đó, này các bạn đây. Đó. Các bạn lắp như này là bây giờ là hai cái tay nó chặt vào rồi, nên là bánh nó quay được như này. Đó. Đấy. Đây là cái, nếu mà các bạn nằm ngửa ra thì các bạn kê lên đầu. Kê lên đầu. Thế còn nếu mà các bạn mà dùng thế sấp ấy, quay thì các bạn đưa tay đi này. Đẩy tay như thế này. Đó. Ok. Đó. Cái này đẩy này thì các bạn có thể đẩy tốc độ nhanh, tốc độ chậm tùy theo sức của các bạn ạ. Đó, cái miếng mút xanh đó thì các bạn kê vào đầu gối nhá. Đó, kê vào đầu gối thế kia. Để nó phải tùy xuống dưới sàn. Sau đó là ta dùng được tay. Nếu mà đẩy người càng dài, càng sát vào đất, xong là kéo lên thì càng khỏe. Cái này là vẫn cao. Đó, đẩy thấp xuống, rồi, đúng rồi, lên,
càng đẩy cao lên thì càng tốt, và người lúc mình đẩy càng sát mặt đất bao nhiêu thì người càng khỏe bấy nhiêu các bạn. Tốc độ làm nhanh hay chậm là tùy theo sức các bạn. Đó, có thể làm nhiều lần trong ngày. Thường cái này các bạn làm buổi sáng thì rất là tốt các bạn, tăng cường sức khỏe. Đó, nó làm cho giãn cơ bụng ra, cơ bụng mình giãn ra và kết hợp với thở sâu các bạn ạ. Đó, rồi cái sản phẩm này cũng rất phù hợp các bạn trẻ các bạn ạ. Vì bây giờ đa phần các bạn trẻ bây giờ là ăn uống sinh hoạt rất nhiều dưỡng chất mà mình không luyện tập thì sẽ dẫn đến béo phì. Thế do vậy là các bạn nên nên dùng cái con lăn này các bạn ạ. Các bạn tập hàng ngày nhá. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Các bạn cố gắng tập rất nhiều vào nhá để giữ gìn sức khỏe, chống lại bệnh tật, nhất là chống lại Covid trong cái đợt này. Video đây là hết nhá. Chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc trong những ngày đầu năm và các bạn luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết. Xin chào các bạn.